Hello, tôi mình chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay em lại chia sẻ một chút về cái công việc hôm nay của em làm nhé. Hôm nay em đang đi xúc đất vào cái bờ kè của cái móng người ta xây đá đây. Nhưng mà bây giờ là người ta sẽ xây thêm một lớp gạch ở bên trên cái lớp móng này, bên trên cái lớp móng đá này nữa. Thì mình sẽ múc đất vào để cho nó đắp bằng cái móng ở bên dưới này này. Đấy. Mình sẽ đắp bằng cái móng ở đấy để cho người ta đứng, người ta đổ gạch lên, người ta đứng là nó sẽ bằng kia. Và cái mặt bằng sau này thì mình nghĩ là nó sẽ là bằng cái gần bằng cái thành kia và so với cái nhà, từ trong cái nhà cái ra đây các bạn. Nhưng mà bây giờ cái chỗ này là em đang đắp một cái cầu sang đây các bác nhá. Đây này, cho một cái cầu sang đây để mà các bác thợ xây, các bác ấy chuyển gạch rồi là xi măng vữa để sang xây này. Mình sẽ làm một cái đường để cho các bác ấy đi qua đây. Đang qua chỗ này đi. Thì là cái này thì các bác ấy đủ xe rùa thôi, cho nên là nó cũng không cần to lắm các bác. Tức là mình chỉ làm cái mặt của nó khoảng 1 mét thôi, không đến 1 mét thôi, để cho các bác ấy đi lại cho dễ. Bên phía bên ngoài kia thì mình cũng đã để cái bờ đấy rồi. Còn những cái hố này thì thực ra là nó không do là nó chưa có đủ đất các bác. Thì là các bác thợ xây các bác bảo là thôi thì cứ đào cái đất ở cái phía bên này. Đấy, xong rồi múc lên thì cái những cái hố này thì sau này người ta có thể là để những cái xỉ xi măng với lại là cái vật liệu như là cái bê tông mà người ta để ở cái kìa các bác, như là cái tường nhà ngày trước người ta đập đi đấy, thì người ta sẽ mang ra người ta đổ vào những cái hố này, sau đó lấp đi là vừa. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề trước mắt, đó là mình sẽ múc cái đất đủ, lấy đủ đất để cho múc để làm cho các bác đứng để các bác xây được cái bờ rào này. Sau này cái mặt bằng này thì sẽ chắc là máy em cũng sẽ về làm thôi, bởi vì là cái công trình này thì mình thấy máy 505 kia cũng đã đi rất về đi lại rất là nhiều rồi. Mình thấy đi về về cái công trình này rất là nhiều rồi, lúc trước thì đào cái móng này. Nhưng mà hôm nay thì do bạn ấy làm ở cái công trình mà ở hai máy xúc của máy của mình với lại máy 505 kia làm việc ấy, ở cái chỗ mặt bằng cái xăng ấy, thì là bây giờ là cái bạn ấy đang làm ở dưới đấy. Còn mình thì mình đã chuyển về trên này, bởi vì là nhà mình là ở xa hơn, ở cái chỗ bạn ấy đang làm mà cách nhau khoảng 40 cây. Cái này là nó có cái cục bê tông này, mình sẽ bỏ lên cách cái chỗ mình làm 40 cây, nhưng mà bây giờ cái chỗ mình đang làm đây thì nó chỉ cách có khoảng 20 cây thôi. Cho nên là bác anh chủ máy anh ấy chuyển cái máy của mình về cái mặt bằng này để mình làm. Còn cái bạn ấy lại làm ở cái mặt bằng ở dưới kia. Mặt bằng kia thì nó rộng hơn, nó xa nhà hơn, cái này làm nó cũng phải mất thêm một ngày nữa. Ngày nữa thì mới xong được, nó chưa xong ngay. Mình cứ đứng ở cái phía bên giáp cái ấy này và lấy cái múc đất ở trong này ra thôi. Ở đây thì mình sẽ múc để cho cái máy của mình đứng nó cân các bác nhá. Cái máy của mình đứng nó cân thì làm việc nó sẽ không bị nghiêng, rồi mình làm nó sẽ dễ. Cái máy của mình cái quay toa nó yếu ấy, nếu như mà mình không làm nó bằng ấy thì nó yếu, nhiều khi mình cũng phải lấy đà thì nó mới quay được. Dạo này cái quay toa nó trục trung tâm nó hơi bị hở dầu ấy, sao áp ấy nó kiểu gì nó bị ấy, nó hơi yếu một tí. Mình sẽ làm cái đường ở đây này cho nó lươn lươn thôi các bạn. Đấy, như thế này thì là các bác cái thủng xe rùa đi là vừa này. Lên đây mà cho nó chạy vào đây. Và bây giờ mình sẽ đắp tiếp chỗ này nhá. Chỗ này thì mình sẽ đi ra xa hơn một tí, bởi vì là cái gầu của mình nó cũng khá là dài mà. Cái đá này có lấy không chú? Không quên nhá. Lắp cái đá này đi để đỡ sau này các bác đỡ phải dọn, bởi vì là cũng không xây đến cái đá này mà. Đấy,
hết cái những cái đá lục cục này xuống phía bên dưới nhá. Còn cái đất khô, đất tơi thì mình sẽ rải lên mặt để cho đi lại cho khỏi lún. Cái đất này ngày trước bốc lên xong mà cái nước mưa đầu ngày nó ngấm vào, nó ẩm ướt, đi lại nó rất là khó khăn. Đây nó có một cái hố ở đây. Sau này thì có ba cái ở viên nó rơi xuống này cũng là vừa. Này nó rất là ẩm luôn. Sẽ tiến lên để múc cái đất ở gần gần thôi. Đỏ đỏ kia thì nó đỡ ướt hơn là cái đất vàng vàng đúng không ạ? Cái đất vàng ở cái chỗ mình đang múc này nó tơi lắm. Cái đất đỏ kia thì nó ấy hơn, đỡ ẩm hơn bởi vì nó ở lớp sâu hơn mà. Cái chỗ này thì nó nông thôi, mình cũng không phải múc nhiều lắm. Qua nó dài dài một tí sau đó mình tiến lại gần để mình xoa nhé, mình sẽ xoa sau cho cái đoạn cua của cái kia nó sẽ to hơn một tí đi. Đấy, xuống cái đây, cái lớp này là lớp đất của ruộng này các bạn, đất ruộng. Đấy, cái đấy em sẽ cho nó to như thế nhé. Thêm một gầu nữa cho nó mình nhìn lên. Để gạt xuống cả cái chỗ đường lên xuống này đấy. Một tí cái đất cái tơi này, đó là mình sẽ cảm ra hết ra. Cho cái đường đi này nó khoảng cái để cho các bác ấy trở ngại
đi cho nó tiện. Múc thêm cái đất này ra để đi lại cho nó dễ coi nhé. Múc xong đặt luôn luôn đây. Bác này là bác thợ xây các bạn, thợ cả cái bên xây và rào này. Ngoài kia thì các bác ấy đang chở gạch với lại đang ép cốt pha rồi. Cái răng cầu của mình nó cùn quá rồi, nhưng mà lâu ngày thì dạo này đi làm suốt rồi nó cũng chưa gặp phải đất cứng quá cho nên là cũng chưa thay được. Bây giờ nó bằng luôn với cái má cầu các bạn, đi đào cái đất cứng rất là khó. Như cái răng mới ấy, thì mình đào nó sẽ ngọt đất, nó vào đất nó ngọt, nó đậm đầy hơn và nó sẽ nhanh gọn hơn. Răng này thì mình phải lựa nó mới vào được, thêm vài động tác nữa. Cái móng này ngày trước mình có làm ở cây máy xúc Việt Nam Vlog, là mình có quay về cái mình trộn bê tông ở cái chỗ cái gần cái móng nhà này các bạn. Nhưng mà ngày đấy thì khá là lâu rồi, chắc cách đây khoảng 2-3 tháng. Khá là lâu. Lên bao nhiêu đến tầm nào để cháu còn biết cháu làm luôn như. Vâng. Lúc nay chỉ có bằng này thì cháu mới làm bằng này thôi. Vâng. Bảo ơi, bảo đi, cháu bảo đấy, cứ ra cứ lên cái gì. Nói chung là các bác đi làm kỹ thuật thì các bác phải nắm được là nó ở tầm nào, thì vì báo cho lái máy thì lái máy sẽ biết được là mà làm luôn. Bây giờ cứ lên mà không có cái mốc thì mình cũng không biết làm là kiểu gì ở đâu được. Ít nhất nó phải có một cái mốc, đến nó tầm nào thì mình sẽ làm theo, báo cho như thế rồi qua cái đi làm chúng ta chưa làm sao mà cứ ở đây cứ lên rồi ta còn chưa biết là nó đang ở đâu rồi. Thì sau này nó sẽ lún được các bác ạ, nó sẽ không ở được như này đâu. Mình sẽ để nó bằng đấy nhá. Cái này thì mình không cần làm nó đẹp ở cái bên sườn đâu các nhá. Bên ngoài này này không cần đâu. Mai kia người ta sẽ tôn đất phía ngoài này vào nữa là nó sẽ bằng, nó sẽ khớp luôn. Cũng may là cái chỗ này nó cao đấy mà. Nhưng mà chỗ này mà nó mà thấp ở dưới mình sẽ tốn rất là nhiều đất. Mà cũng được hơn 1 tiếng rồi đấy, mình làm từ cái đầu ngoài kìa các bạn, cái chỗ cái ở cái đầu ngoài có cái thanh sắt ở phía bên ngoài kìa.
tiếng là đến đây. Cái chỗ này, công trình này thì mình làm giờ đấy các bác ạ, không phải là mình làm không phải là mình làm khoán hay là mình ấy cả. Lúc mình làm xong thì mình sẽ ký sổ sau đó là mày báo cho sếp ở nhà thôi, sếp ở nhà sẽ tự sắp xếp lúc nào lấy tiền đấy, lúc nào mình sẽ làm tiếp hay như nào đấy thì sếp sẽ tự điều tiết hết. Đây có cái gốc cây này, sẽ bỏ ở dưới nhá. Ở ngoài này thì nó sẽ chỉ đến cái chỗ của bác ấy đang đứng kia thôi. Mua một đoạn dài dài một tí nhá. Máy của mình dạo này thấy nó hơi kêu kêu. Đầu thì được thì mình mới bổ sung từ cách đây khoảng 3-4 video rồi. Nó còn thừa ấy, không phải là thiếu đâu. Còn máy thì nó không sao cả. Chỉ gọi là hơi dớm nhẹ. Sâu này nó ấy hơn nè. Mình sẽ nghe điện thoại. Ok, video của mình cũng khá là dài rồi. Mình xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo nha. Thì mình chào tạm biệt.